Bản Bờ Loang thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh là bản vùng cao giáp nước bạn Lào với chiều dài đường biên gần 40 km. Bà con dân bản thường qua lại hai bên biên giới làm ăn thăm hỏi nhau nên rất dễ bị các đối tượng buôn bán ma túy lợi dụng để vận chuyển, mua bán chất ma túy trái phép. Xuất phát từ đặc thù đó, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng tại bản Bờ Loang mô hình bản biên giới không có ma túy. Từ khi đồn biên phòng về công an vô tuyên truyền cho bà con thì tôi đã nhận thức được, tôi đã tuyên truyền cho anh em trong bản làng tránh xa ma túy. Thì lực lượng công an mà tổ chức và công việc này thì rất là tốt, ngăn chặn từ trước. Bà con chúng tôi chưa hiểu rõ mà công an vô tuyên truyền để cho bà con tôi hiểu thêm, để cùng tránh xa đi và cái công việc mà tệ nạn và ảnh hưởng và gia đình và xã hội như vậy là tôi rất cảm ơn. Khi cán bộ công an biên phòng về bản nói cho dân hiểu, dân tin nên bà con đã chủ động trong việc nhắc nhở nhau giám sát những đối tượng lạ đi vào bản làng. Sau khi triển khai mô hình này, tất cả dân bản Bờ Loang và người dân địa bàn biên giới xã Trường Sơn đều tình nguyện ký cam kết không tham gia tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy. Cả xã Trường Sơn hiện không có người nghiện ma túy. Sau khi xây dựng mô hình thì lực lượng công an xã cũng đã đi địa bàn nắm tình hình, là tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được các cái phương thức thủ đoạn của cái bọn tội phạm ma túy, cũng như là các cái tác hại của ma túy đối với sức khỏe của con người, để là bà con biết và tránh xa. Thời gian tới thì công an huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng mô hình này tại một số bản trên địa bàn xã Trường Sơn nói chung, cũng như ở các xã khác nói riêng. Và vừa qua thì chúng tôi đã triển khai nhân rộng tại cái xã Hải Ninh. Chúng tôi đã làm tại xã Hải Ninh là xã không có ma túy. Thì qua quá trình triển khai tại xã Hải Ninh đến bây giờ tình hình nó tốt, phục vụ tốt thì cuộc sống tại của người dân trên địa bàn này. Trong thời gian vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã phát động mô hình thôn bản không có tội phạm ma túy kết hợp với các đề án mô hình chương trình phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, ý thức cảnh giác, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào vì an ninh tổ quốc của dân bản được nâng cao. Việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã góp phần phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.